Rồi em xin kính chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip hôm nay là tối hôm nay em về được nguyên một bộ rề bao của Đời Nông. Dòng này khá là hiếm anh em, khá là hiếm trên thị trường. Bao là con BOA 3000Z anh em nhé. Và rề là con Đời Nông BRA 1000. Đây là một bộ rề bao của nó. Cũng lâu lắm rồi, lúc trước em có về một bộ là rề 1000 và bao là 3000ZR. Thì hôm nay làm về được một bộ 3000Z. Thì 3000Z và ZR nó gần giống nhau. Và con bao này có hai cái đèn VU khủng khiếp là to anh em nha. 400W. Đây anh em nha. 400W. Công suất tiêu thụ của nó cũng là 400W luôn. Và công suất maximum nó là 200W bên trên. Anh em thấy không? Đèn còn sáng rất là đều. Con bao này nó sử dụng 4 tụ lọc nguồn to hơn cái lon bia Heineken chúng ta. Bao khá là nặng và to. Hai bên có hai hồi gỗ bóng vinyl rất đẹp. Và cái nắp trên nó cũng vậy. Đấy, rất đẹp. Về con rề thì em này thì có cổng vào khá là ok nè. AUX nè, DAD, Tuner, Phono 1, MC và Phono 2 nè em. Để chạy được để Phono ha. Rồi, chỉnh bass, treble, ba lăng. Ok hết. Đó. Về phần ngoại hình bên ngoài thì hai con rề và bao thì mặt mũi phía trước rất là đẹp. Mặt trước rất là đẹp. Ở trên lưng thì có một số vết lông mèo nhỏ thôi, cũng không đáng kể nhưng mà em vẫn chỉ cho anh em ha. Tại vì cái này cũng không nhất thiết là chúng ta để rề bao lên thì sẽ không thấy. Đối với con bao thì mặt trên nó có trầy dăm ba miếng ở đây chút xíu thôi. Cái này chúng ta để cái rề và em cố tình kéo lui ra để chỉ cho anh em thấy đấy. Còn khi mà chúng ta kéo lại như vậy thì ok, không sao, không thấy ha. Đó là về con bao. Còn về con rề nó cũng giống như vậy nè. Đây, có một tí này thôi. Đó, anh em quá cầu kỳ thì không chơi. Thật ra cái này thì em đi người ta gọi là bùa phép thì được á. Nhưng mà thôi, em không có làm, thích làm để vậy. Coi sao bán vậy cho anh em. Đấy, nắp thì không có cấn mớp. Cái này là lâu năm nó bị dính cái gì nó ố này nè. Đó, vậy thôi. Còn tổng thể là ok hết nha. Không có cấn mớp anh em nha. Đó, chân đát. Chân cẳng là bạn còn bạn ghế hết nè. Đây nè, chân cẳng của rề anh em thấy là vàng ghé nè, con bao cũng vậy nha. Đó, ở đây nằm dưới cái lưới tai nhiệt rồi là con bao này toàn là tụ và chip thôi, sò thôi nè, rất là lớn. Đây, con này đánh lách AB nha, có một con lách A nữa, B3000 trơn là lách A, con đó thì hơi nóng, con này thì không có bị nóng nè. Với cái con bộ này anh em ghép khá là nhiều dòng lo bô nè. Rồi mấy cái dòng loa Nhật nè. Thứ hai là ngoại hình em này quá đẹp. Thì trung bình anh em thấy là một con em ví dụ như một con ba La Mã Limited nó sẽ gần ngang con này gần bằng giá, thì đánh cái con này với cặp bô nó hay hơn nè. Để so sánh trực tiếp cho anh em luôn. Và hiện tại cái bộ rề bao này nó giá về đúng long lanh hết thì tầm khoảng 30 triệu. Nhưng mà bị cái vết, mấy cái vết cái sơ bộ thì em sẽ trừ cho anh em 2 triệu, còn lại là 28 triệu anh em nhé. Em cân nhắc kỹ rất là ok rồi. Anh em chỉ có việc xuống tiền cái nữa là em đóng gói ngay cho anh em chơi. Đấy, rất đẹp. Và volume ở phía sau thì em đang chỉ để có một nửa thôi, volume của con bao anh em. Con bao phía sau nó có volume. Rồi em hạn chế bớt nha, để cho nó khỏe cái lo thì em đang ghép với cặp series 3 thôi. Mà khi con này đánh với cặp series 3 anh em nghe cái tiếng bass nó rộng, nó đầy kinh khủng. Mấy con 2000 S13 rồi không có cửa đánh với bộ này luôn. Đây, để em mở lên thử cho anh em nghe nha. Thank you.
độ năm ba mở cho anh em nghe nha. Rồi, trước tiên đó là một đoạn hòa tấu rumba. Đánh một cặp seri 3 thôi anh em nha. Seri 3 thôi mà tưởng tượng cặp loa phải 3 tấc 4 tấc á, đánh tiếng bass nó sâu đã lắm rồi nè. Rồi em mở qua một đoạn trữ tình cho anh em nghe thử nè. Em mở volume như thế này là mình mới có 1/4 thôi, nếu mà nửa volume của rè thì phía sau của con này là volume em mới để có 50% thôi đây, chứ chưa có mở hết nha. Rồi và tới đây thì với giá bộ sản phẩm rè bao này là 28 triệu đồng và giá là bao ship, tặng kèm cho anh em một cặp dây AV của Nhật nha, để anh em cắm nối từ rè xuống bao. Rồi và giá là 28 triệu, nếu em chịu khoản đủ thì em sẽ bao ship luôn cho anh em. Anh em nào muốn ship cọt thì chuyển trước giúp em 20% anh em nha. Dạ, tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Xin cảm ơn em.